kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, sau nhiều ngày liên tục tăng cường thì lúc này khối không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu. Vì thế, thời tiết ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ tốt dần lên, tiếp tục thuận lợi cho các kế hoạch du xuân chào đón năm mới của quý vị. Khối không khí lạnh bắt đầu di chuyển dần ra biển, làm gia tăng lượng ẩm trong không khí, khiến cho hiện tượng sương mù cũng dần xuất hiện trở lại. Ở khu vực phía Đông Bắc, nền nhiệt thấp nhất về đêm chỉ từ 14 cho tới 16 độ. Vùng núi thì vẫn thấp hơn, chỉ từ 11 đến 13 độ. Sáng tới ngày mai, thời tiết lại ủng hộ khi mà miền Bắc lại có nắng buổi trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ nhích nhẹ thêm từ 1 cho tới 2 độ. Rõ nhất là ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 19 cho tới 20 độ, không còn quá rét nữa. Còn tại khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên mức 21 đến 23 độ, trời nắng ấm về trưa và chiều. Khối không khí lạnh yếu đi, mưa miền Trung giảm rõ. Sang ngày mai, khoảng 2/3 khu vực vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây, vì thế mà mức nhiệt sẽ chưa bật tăng nhiều. Cao nhất là ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thì vẫn quanh mức là từ 21 đến 24 độ, trời rét cả ngày. Còn tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thì nhiệt độ nhích nhẹ lên mức 24 cho tới 26 độ, trời lạnh. Còn với khu vực từ Bình Định xuống tới Bình Thuận, nhiệt độ ngày mai ổn định trong khoảng là từ 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai thì trời vẫn nắng từ sớm và cường độ nắng mạnh vào trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất ở khu vực Tây Nguyên vẫn cao từ 29 cho tới 32 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ dao động từ 33 cho tới 35 độ. Trên biển, không khí lạnh yếu dần, trường gió Đông Bắc trên các khu vực biển của nước ta thì cũng giảm cấp. Ngoài khơi khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa, gió Đông Bắc cũng mạnh ổn định ở mức cấp 6 có lúc cấp 7. Sóng biển duy trì ở mức cao từ 3 đến 4 mét. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 12 tháng 2 tức ngày mùng 3 Tết cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.